Project nhé, thì hiện tại anh đã cài xong thì anh sẽ làm lại tất cả mọi thứ. Đây. Đây nhá. Đầu tiên thì em mở exam lên. Đây. Sau đó em start hai cái thằng đầu tiên cho anh. Đây. Start được hai cái nó xanh, hai thằng này xanh lên là được, xong em tắt nó đi. Tiếp tục em mở cho anh cái VS Code. Đây. Em mở VS Code lên thì ở đây anh đã import project rồi, em sẽ đây là cái project của mình nhé. Anh đã import rồi này. Thì ví dụ import thì như nào thì em mở luôn là ví dụ import thì em sẽ OC nhé, code được lưu trong OC này, exam này, thằng này nó đang bị dính cái nút hay sao ấy, đang bị dính nút này, nó đang select hết đây. Đây em vào exam này, sau đó thì từ exam vào ht doc này, ht doc thì sẽ vào mục tìm tài liệu nhá, đây là project này, sau đó sẽ lấy chọn này, đấy thì nó sẽ import vào đây. Ở đây thì cái file env là cái file thông tin kết nối cơ sở dữ liệu cũng như là những file cấu hình của thằng Laravel, thì đây là tên đoán là tìm tài liệu nhá, db này. Thì ở đây anh kiểm tra DB em có thể là vào là search localhost cổng 81 nhé, bởi vì nó đang còn bị sung cổng. Đây, nói là cổng 81 thì em sẽ có được đây. DB hiện tại đang để là tìm tài liệu này. Đây nó sẽ có các bạn này. Đấy. Thì tạm thời anh tắt cái tab này đi. Tiếp theo là em sẽ vào thằng tab terminal này, new terminal này, chạy cho anh cái lệnh ppartisan server enter, đấy nó sẽ render đây cho em một cái link này, thì em một em copy cái link này, hai là em chạy cho anh cái lệnh copy, đánh đánh lên như này là được này. Đây. Đấy. Thì đây, đây hiện tại bởi vì cái dữ liệu nó chưa có, anh chưa không nhập liệu ở ở đây, em có thể em tự nhập. Thì vào phần admin này thì em cũng nhân bản ra một cái này. Em search admin. Admin này, author login. Đấy. Tài khoản là đồ án tốt nghiệp a@gmail.com, mật khẩu là 123456789, lưu. Đấy. Thì đây hiện tại em đang vào phần admin này. Em lưu lại cái tài khoản nhé. Thì ở đây anh sẽ nói qua một chút để em có thể thêm được dữ liệu trước là đầu tiên anh sẽ nhập sản phẩm này, danh mục của sản phẩm này. Ví dụ như là tài liệu môn toán, đây em cứ copy hết mấy cái thằng này đi cho anh, lưu dữ liệu này, tiếp tục đây tài liệu môn văn này, lưu này, thì ra ngoài này em F5 lại này, đậm tí. Đây là hot này.
Đây, em sẽ nhìn thấy là đây nó em sẽ có được tài liệu môn toán luận văn này. Ví dụ như anh thêm tiếp một cái nữa. Toán lớp 10. Toán lớp 10 nó là thằng con của tài liệu môn toán này. Tức là sub menu ấy. Đấy. Em nhìn thấy đây, thằng này nó là sẽ con bên trong này, thì ở bên này em đợi một chút. Đây em nhìn thấy giờ nó sẽ có sub menu như vậy nhá. Đấy, đấy là phần tài liệu. Ở cái này thì phần phần mới nạp tiền này thì cái này là render tự động nhá. Kiểu mình fake cơ. Tiếp theo là mục tài liệu, em bỏ cái thằng có combo đi, em chỉ cần thêm tài liệu thôi. Ở đây tài liệu thì em kích vào thêm mới này. Ví dụ như em là tài liệu luyện thi. Đây. Ví dụ nó thuộc môn toán, ở đây em có thể nhập cho nó chỉ là bên đây dữ liệu đang cập nhật này. Ở đây là một cái ảnh ảnh tài liệu, hay là ví dụ như đây là một cái file Word hoặc là một cái file PDF gì đấy. Đây, hướng dẫn. Sau đó em ấn lưu. Đây, nó đã xếp thêm thành công nhá. Ở đây này em để ý này, nó sẽ ở đây nếu mà thằng này hidden thì nó sẽ không hiển thị ra đâu. Đây em phải ấn vào anh tích nó đi này. Đấy thì nó phải hiển thị tài liệu môn toán này. Đợi một tí. Đợi bên nó sẽ để một chút để nó clear cái dữ liệu. Nếu mà khi mà em thêm ấy, em thêm dữ liệu mà em vẫn không thấy nó hiển thị hay là đấy là phần tài liệu môn toán. Đây ví dụ như em không thấy ở bên này em tích tiếp để cái phần đây, em cho thằng này nổi bật đi. Đây. Cho hai này cứ nổi bật đi. Cho ba thằng này nổi bật nhé. Ở đây là nổi bật để cho nó tích cái đây cái menu này. Đây, đây là cái menu của danh mục này thì thử kích nó lại. Đây. Nó không có. Bởi vì trong này anh đang còn kích lại cái dữ liệu nên là nếu mà khi mà dữ liệu không em kích vào đây để em đi thêm một tab, em chạy cho một cái lệnh là pp artisan config cá tre clear để cho nó bọn xóa bỏ đi mấy cái kích hiện tại, kiểu anh đang kích vào file như này có thể lúc thêm mới mình chưa clear nó đi. Đây thì em thấy dữ liệu nó vừa thêm ra này. Đấy thì kích vào đây thì nó sẽ đây cái nội dung đang cập nhật. Ở đây cái nội dung thì em có thể là nhập cái thông tin của tài liệu vào đây nhé, vào cái editor ấy, thì em nhập thì nó sẽ hiển thị ra ngoài. Tiếp theo nữa là gì, tiếp theo nữa là ở đây nó cũng có thể là hiện hiện lượt view của sản phẩm này, của tài liệu này. Tiếp tục ở đây mình sẽ có thể đăng nhập. Đây ví dụ như em đang đăng đăng ký một cái tài khoản đi, đồ án tốt nghiệp, đồ án bây giờ như anh đăng ký một cái tài khoản này. Cái này bỏ sao đấy. Ở đây thì nó đang bắt cập nhật nhưng mà hiện tại cái này nó đang còn chưa có dữ liệu của cái lớp nên anh sẽ ẩn nó đi, bởi vì cái bắn cái bóp kia để cho người ta bắt buộc người ta phải nhập thông tin. Khi mà người ta chưa update thông tin thì mình sẽ render nó ra. Đây. Cái phần đấy nó nằm ở đây nên là anh cũng sẽ ẩn nó đi. Anh tạm thời anh sẽ xóa nó đi. Đây. Đây nha, tiếp tục khi mà đã đăng nhập rồi ấy thì mình sẽ đây. Ví dụ như là ở đây anh đến đến tài liệu này
Hay quá, cảm ơn admin. Đây em gửi bình luận nhé. Ở đây hiện tại thì anh chưa show ra liền, em năm thì em chưa thấy hiển thị. Đây tài liệu này hơn quá, cảm ơn admin. Đấy, ví dụ như tài liệu miễn phí thì em có thể down này. Đấy, em bấm tải xuống thì nó sẽ down down về thôi. Đấy, ok, mai em cứ demo nhé, rồi có gì ấy thì bảo anh nhé.